Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Và bài học hôm nay thì Phan Anh sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn chủ đề về chiến lược kênh phân phối trong bán lẻ và bán lẻ thời trang. Thế thì chiến lược bán lẻ nó rất là quan tâm đến kênh phân phối, và trong ngành thời trang cũng vậy. Vậy thì đầu tiên các anh chị cần hiểu kênh phân phối là gì. Thế thì có thể hiểu đơn giản cái khái niệm như thế này. Kênh phân phối là cái nơi, là cái địa điểm mà hàng hóa và sản phẩm và dịch vụ của các anh chị và các bạn được bán, được mua. Đấy. Thí dụ như là chúng ta hay liệt kê đến là chợ, siêu thị, đúng không ạ? Các cái trung tâm thương mại, các điểm bán lẻ, các website thương mại điện tử vân vân. Thì đấy là những cái địa điểm mà chúng ta thường hay liệt kê. Vậy thì khi nói về chiến lược kênh phân phối trong ngành bán lẻ thời trang thì chúng ta sẽ quan tâm đến gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ phân biệt các cái loại hình kênh phân phối. Thí dụ như là kênh bán buôn, kênh bán lẻ, kênh truyền thống, kênh hiện đại, kênh trực tiếp, kênh gián tiếp, kênh tự xây hay kênh đối tác, vân vân. Theo bất kỳ một cái cách đề cập nào, cái cách phân loại nào thì chúng ta cũng đều sẽ có những cái mô hình hay những cái dạng thức kênh phân phối khác nhau. Được chưa ạ? Vâng, thí dụ như thế này. Chúng ta sẽ xem có một số những cái kênh phân phối như là kênh trực tiếp, kênh gián tiếp, đúng không ạ? Rồi kênh nhiều cấp, kênh ít cấp, đúng không ạ? Trong kênh phân phối truyền thống thì sẽ có kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3, kênh hiện đại là kênh dài, kênh ngắn, kênh marketing online hay là kênh tự xây, kiểu như tôi đã vừa nói rồi. Thì chúng ta quan tâm đến là bán buôn, đúng không? Thí dụ bán buôn thì chúng ta có thể xây dựng hệ thống các cái chủ shop, các cái đại lý hay là những cái nhà bán buôn lớn, mà cái thuật ngữ mà dân buôn thời trang hiện nay hay gọi đấy là các cái soái, đúng không ạ? Soái vải hay là soái buôn, soái thời trang. Bạn hoàn toàn cũng có thể là chạy quảng cáo để mà tìm được các cái đại lý bán buôn như thế này. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái trang thương mại điện tử, hoặc là các trang thị trường sỉ, các cái trang chuyên về nguồn hàng giá gốc để bạn tìm được các cái đại lý mua buôn nếu như bạn là một cái người bán buôn hoặc là bạn là một nhà sản xuất. Bởi vì trong bán buôn nó có rất là nhiều bước, đúng không? Đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3, nó có rất nhiều các cái cấp bậc như vậy. Và mỗi một cái cấp bậc nó sẽ ăn lãi một chút, nó hình thành nên cái kênh phân phối bán buôn của mình. Kênh phân phối bán buôn cũng nhiều cấp, kênh phân phối bán lẻ cũng nhiều cấp, đúng không? Kênh phân phối trực tuyến bây giờ cũng là nhiều cấp. Thứ hai nữa là chúng ta có thể phát triển các kênh bán lẻ. Đấy, ví dụ như là bạn có thể xây dựng các cái cửa hàng, cửa hiệu này, xây dựng chuỗi này thông qua ký gửi này, hoặc là các bạn có thể bán lẻ trực tuyến này, bán trên Facebook, trên Zalo, bán trên các website thương mại điện tử thông qua các công cụ marketing online. Đấy, mà chúng ta cũng có thể ký gửi ở các siêu thị, mở shop in shop ở các siêu thị, mở store ở các cái shopping mall hay là shopping center, mình gọi là trung tâm thương mại đấy, kiểu như Vincom hay Parkson hay là IOMO, kiểu như thế. Đấy, các siêu thị như Big C. Đấy. Rồi chúng ta cũng có thể xây dựng các cửa hàng chính hãng, ví dụ như là thương hiệu thời trang của bạn Phan Anh Store chẳng hạn, hay là cái chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em của chúng tôi là có thương hiệu riêng như là Crown Space, đúng không, chuyên bán lẻ giày dép và quần áo trẻ em. Thì như vậy là cái chuỗi, như vậy là chuỗi bán lẻ của chúng tôi tự xây, đúng không, không phụ thuộc kênh của đối tác. Đấy, kiểu như thế. Và chúng ta cũng có thể là thông qua các hệ thống các đại lý, thí dụ như là hệ thống các nhà bán thời trang của Việt Tiến, của Nhà Bè hay là của An Phước, vân vân. Họ có thể là các đại lý ủy quyền hoặc là có thể là nhượng quyền thương mại. Đấy, ví dụ như là hiện nay rất là nhiều các cái chuỗi thời trang như UD hay là Seven Room hay là nhỏ nhỏ thôi, những cái thương hiệu nhỏ nhỏ thôi thì cũng đều có thể là phát triển theo cơ chế là nhượng quyền, hai bên cùng làm, một bên có thời trang, một bên có đất, có nhà, có tiền, vân vân, thì hai bên cùng làm với nhau. Đấy, vân vân, rất nhiều những cái hình thức mà phù hợp. Hoặc là cộng tác viên bán buôn hoặc là cộng tác viên bán lẻ theo cái mô hình online, affiliate, vân vân. Thế thì dù các bạn mà phát triển theo mô hình nào thì cái việc phát triển kênh phân phối là một cái phần rất là quan trọng đối với các nhà sản xuất, các cái nhà bán lẻ và các cái đơn vị thương hiệu thời trang lớn.
Thí dụ như là Aristino là một cái thương hiệu mà tôi cũng có một cái sự quan tâm đặc biệt, bởi vì tôi cũng tham gia vào cái một số các cái chương trình đào tạo và có làm việc với các anh chị ban giám đốc, nên tôi cũng biết thương hiệu này. Thì họ cũng có những cái hình thức mà phát triển kênh phân phối, các bạn có thể nhìn thấy. Cái này không phải là bí mật gì cả, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy, ví dụ như họ mở các cửa hàng Aristino, rồi thì họ đưa hàng hóa vào các cái siêu thị, mở shop in shop. Đấy, thì đấy là cái chiến lược kênh phân phối của các thương hiệu. Và hay là Canifa, đúng không? Các bạn nhìn thấy có rất nhiều các cửa hàng Canifa. Và các cửa hàng Canifa có thể là do Canifa đầu tư, hoặc cũng có thể là do đối tác theo mô hình nhượng quyền thương mại. Đấy, kiểu như thế. Thì chúng ta có thể quan tâm hơn. Thế một cái ví dụ khác là tôi cũng muốn chia sẻ là chẳng hạn như là những cái thương hiệu thời trang may mặc sẵn như là Nhà Bè hay Việt Tiến vân vân, thì họ có những cái công cụ, những cái kênh như sau, đúng không? Thứ nhất là kênh đại lý do các bên ủy quyền có thể nhập của tôi về, chiết khấu 3-50% gì đó, sau đó mở ra bán. Đấy. Các kênh nhà bán lẻ như là siêu thị, hiệu sách, rồi thì các cái chỗ đông người, thậm chí là bảo tàng cũng có thể bán được. Ví dụ như là tôi đi sang Pháp thì tôi thấy là trong các cái bảo tàng hoặc là những cái chỗ điểm du lịch lớn thì đều có các cái cửa hàng cửa hiệu rất là sang. Thì đấy cũng là một cái cách mà các bạn nên tham khảo để các bạn bán được hàng. Đấy, hoặc là các cửa hàng bao gồm các cửa hàng độc quyền, cửa hàng may đo, các cửa hàng của các trung tâm thương mại, các cửa hàng nhượng quyền. Đấy, và hướng tới người tiêu dùng cuối cùng. Đấy, tất nhiên là những thương hiệu như này thì họ cũng chưa bán hàng trực tuyến nhiều theo kiểu là shop mà cho các cộng tác viên bán, đúng không? Thì trong tương lai thì tôi nghĩ là cũng sẽ có cái phần đó thôi. Thì đó là tôi vừa trình bày với các anh chị sơ lược cái chiến lược phát triển kênh phân phối. Và việc cái chúng ta mà lựa chọn kênh phân phối dài hay ngắn, kênh mình xây hay kênh đối tác, thì phụ thuộc vào cái năng lực của mình là như thế nào, chúng ta tham gia vào kênh ở cái mức độ nào. Đó. Thí dụ như chúng ta chỉ có một mình thôi, chúng ta nhận hàng và chúng ta bán, thì chúng ta cứ tự bán lẻ trên các cái trang thương mại điện tử của chúng ta. Thế là chúng ta làm một nhà sản xuất hoặc nhà buôn thì chúng ta phải phát triển các cái đại lý bán buôn online, offline đầy đủ, và các cái cửa hàng nhượng quyền. Nếu mà chúng ta phát triển theo lối là bán lẻ theo chuỗi, đúng không? Thế thì chúng ta phải chuẩn hóa điểm bán, chúng ta phải kiểm soát được hình ảnh, chúng ta phải sản xuất hàng hóa, tuyển dụng nhân sự, đào tạo vân vân, bán hàng để có thể phát triển được rất nhiều các cửa hàng. Thì trên đây là tôi cũng trình bày với các bạn một số những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ, vừa lý thuyết một chút, vừa ví dụ một chút, nó mà giúp cho các bạn khái quát, và các bạn là người quyết định cuối cùng cho cái việc các bạn lựa chọn kênh phân phối như nào cho phù hợp. Và các kênh phân phối càng phức tạp thì đòi hỏi quá trình quản trị càng tốt, và các bạn cũng phải có cái ngân sách cũng như là cái chiến lược về quản lý kênh phân phối càng tốt. Và lời khuyên của tôi đấy chính là các bạn trong ngành bán lẻ và bán lẻ thời trang thì nên sử dụng các kênh online, bây giờ rất là tốt, tiền tươi thóc thật, không bị đọng vốn, đọng hàng. Thứ hai nữa là sử dụng các kênh cộng tác viên. Thứ ba đó là phát triển chuỗi theo mô hình nhượng quyền và bán buôn trực tuyến, cũng như là bán buôn thông qua các cái soái bán lẻ, soái chuyên đầu mối. Thì hiện nay rất là thuận tiện cho chúng ta làm. Vâng, và nếu mà các anh chị chưa rõ chỗ nào thì vui lòng liên hệ với tôi là giảng viên Phan Anh để được tư vấn, trao đổi, hoặc là có góp ý nào đó cho bài học của tôi thì xin cứ vui lòng để tôi có thể học hỏi và tiếp tục cải thiện các bài học để nâng cấp các bài học cho các anh chị về sau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.